chú ấn 3 lần cái nút mở khóa này này, nó là mở, và 3 lần cũng là đóng. Cửa xe thế à? Nó có tín hiệu xuất kiện chưa? Xuất kiện cái nút bên trên này chú nhá, chú cũng ấn giữ nhau 3 giây nhá. À, cứ giữ đấy ạ. Ấn nhẹ cái cũng được, chú ấn cái cũng được.